chương 30 Đấng mở thì không ai đóng được Đóng thì không ai mở được Một lần nữa chúng tôi lại nhìn thấy bờ biển Việt Nam Bạn có thể tưởng tượng chúng tôi cảm động đến mức nào không? Bạn có thấu hiểu cái tình cảm của chúng tôi đến như thế nào khi con tàu từ từ cập bến? khi chúng tôi nhìn thấy hai con gái cùng chồng vẫy tay, cuồng nhiệt chào đón chúng tôi trở lại miền đất chúng tôi đã chọn không? Thật vui mừng biết bao, khi giang tay ôm chặt bốn cháu chúng tôi vào lòng, hai cháu trai và hai cháu gái. Bây giờ chúng tôi đã là ông ngoại, bà ngoại. Thật tuyệt vời, được trở lại Việt Nam và vui mừng biết bao khi gặp lại nhiều tín đồ Việt Nam thân thương. Ông Refay đã làm chủ nhiệm địa hạt và ông Irwin đang phụ trách nhà khách và công việc địa hạt. Những người anh em mạnh mẽ trung tín đó đã vẫy tay từ biệt khi chúng tôi lên tàu về nước năm 1941. Và bây giờ năm 1949, họ cũng ở đó, vẫy tay chào đón chúng tôi trở lại. Hội Thánh đã phải chịu đựng nhiều, nhất là về mặt tài chính. Hầu hết các truyền đạo thật sự cần được giúp đỡ hội truyền giáo có thể làm gì để giúp những người của đức chúa trời thân yêu này vượt qua khó khăn người pháp đã trở lại và một lần nữa lắm quyền kiểm soát hoàn toàn hay cố gắng kiểm soát vùng đông dương thuộc pháp ngay đêm đầu tiên lên bờ chúng tôi đã cảm nhận được tình hình chính trị nghiêm trọng như thế nào chúng tôi nghe và thấy những làn đạn bay gần nhà khách và chúng tôi tự hỏi không biết lần này có thể lưu lại Việt Nam bao lâu? Có thể tiếp tục công việc hay không? Chúng tôi luôn luôn đảm nhận những công việc tiên phong và lúc bấy giờ được bổ nhiệm làm việc tại Sài Gòn nên chúng tôi phải tìm cách nào đó để lo chinh phục ninh hồn. Chúng tôi trở lại nhà khách 5 tháng, cầu nguyện và tìm sự mở đường cho hoạt động của mình. Có rất nhiều sự rối ren ngầm và hàng trăm tín đồ ở miền Trung Nam Kỳ phải rời bỏ ruộng vườn đi tìm sự an toàn ở Sài Gòn. Trong thời gian chiến tranh, Sài Gòn đã nhanh chóng phát triển từ một thành phố trung bình thành một đô thị có 2 triệu dân. Điều này khiến tín đồ phải chịu khổ sở không xiết kể và đặt hội truyền giáo vào tình huống khó xử về tài chính. Có lúc phải giúp đỡ để cứu hội thánh khỏi bị tan rã không tránh khỏi phạm sai lầm và trong vài trường hợp phải trợ cấp rất nhiều tiền cho các vùng nghèo túng. Chính sách của hội truyền giáo được hội thánh tin lành Việt Nam chấp thuận nhằm hướng đến sự tự túc hoàn toàn cho tất cả các chi hội. Trước khi chiến tranh bùng nổ, địa hạt đã đạt được mục tiêu đó. Các giáo sĩ trẻ đến tăng cường cho địa hạt nhận thấy các giáo sĩ lớn tuổi có vẻ như không tuân theo chính sách của hội truyền giáo quả thật là bị hiểu lầm và chỉ trích. Tình hình khó khăn thời hậu chiến khiến cho hội thánh tin lành Việt Nam cũng như mỗi giáo sĩ đều chịu nhiều gian khổ, phải mất vài năm mọi việc mới có thể trở lại bình thường. Chiến tranh không chỉ gây nên biết bao điều buồn khổ mà còn để lại nhiều vấn đề và nhu cầu khẩn thiết cần phải được sửa chữa và hết lòng cầu nguyện kiên nhẫn và sự cảm thông trong tình yêu thương, ngợi khen Chúa, dù phải trải qua biết bao gian khổ, nhưng trong lịch sử địa hạt truyền giáo ở Việt Nam và Đông Dương chưa bao giờ có sự từ chức hay cay đắng đến nỗi các giáo sĩ phải cắt đứt mối tương giao lâu dài. Chúa khiến chúng tôi gắn bó với nhau, Ngài cũng ban ơn trên nhu cầu cho và nhận để đem đến chiến thắng lớn lao cho hội thánh. Bà Stephens và tôi giảng dạy và hầu việc Chúa ở một số nơi, nhưng chúng tôi cảm thấy rất lặng nề vì thành phố Sài Gòn quá lớn mà vẫn chỉ có một hội thánh. Tín đồ liên tục đến nhà thờ giúp đỡ trong tình trạng tuyệt vọng vì một người thân nào đó bị bỏ tù. Họ bị nghi ngờ phản bội, chống lại chính quyền Pháp tôi thường xuyên phải đến bộ chỉ huy quân sự pháp để gặp tướng lãnh hay sĩ quan cao cấp để làm chứng cho sự trung thành của các tín đồ đó hiếm khi có tín đồ tham gia vào các hoạt động phản bội hay chống đối họ thường là những người tuân theo luật pháp có lần tôi đến kịp thời để cứu một thương gia nổi tiếng khỏi bị tra tấn tẩy não tôi đến gặp viên chỉ huy sở mật thám việt nam viên sĩ quan này chấp nhận lời làm chứng của tôi và ra lệnh thả ông ấy ra ngay Ông ta sắp bị đổ nước và chạy điện Người Pháp cảm thấy tuyệt vọng vì binh lính của họ bị thường bị ám sát và bị chặt chân tay Người ta dễ dàng kết án một xứ là tàn bạo Nhưng không biết điều gì đã thực sự xảy ra Bởi vì kẻ thù của họ cực kỳ hung bạo Có rất nhiều lời cáo buộc bất công của người Pháp Khi xem xét kỹ là không đúng sự thật Bà Stephens đồng ý dạy tiếng Anh cho thanh niên Việt Nam. Tôi nhận thấy không thể làm công việc này được. Bởi vì tôi đến Việt Nam không phải để làm việc đó. Bây giờ người Việt Nam kêu gọi giúp đỡ học tiếng Anh. Chúng tôi đang tìm một ngôi nhà lớn để mà hội thánh mới. Một thanh niên biết được điều đó liền nói với bà Stephens rằng anh ta có thể giúp chúng tôi tìm một chỗ. Bà ấy sáng suốt hơn chồng, có khả năng làm mọi việc. Trong tất cả những việc đó bà chỉ cần bỏ ra một ít công sức Một hôm anh ta cho biết đã tìm được một nơi chắc chắn đáp ứng yêu cầu của chúng tôi Chúng tôi đi xem và nơi này thật còn tốt hơn nhiều chúng tôi cầu xin Chúa Một ngôi nhà xây theo kiểu pháp xinh đẹp và hiện đại Được trang bị đầy đủ và có thể điều chỉnh cho thích hợp với mục đích của chúng tôi đã phát họa trong trí Người chủ Việt Nam đồng ý cho chúng tôi thuê nhà với giá phải chăng? Chúng tôi phải xây một bức tường ngăn phần đất chung quanh nhà với phần đất người chủ. Bà chủ muốn giữ lại vài người giúp việc và nhà kho ở phía sau để làm chỗ ở cho bà. Mọi việc được thu xếp thỏa đáng. Chúng tôi thấy ngay phòng trước và phòng ăn có đủ chỗ để nhóm thợ phượng vào Chúa Nhật. Chúng tôi cần đóng 6 băng dài đủ chỗ cho 40 người ngồi nhóm, chúng tôi tiến hành việc đó ngay khi ngôi nhà được nâng cấp, chúng tôi dọn đến ở. Nhưng các người bạn Mỹ cho rằng chúng tôi đã thiếu thận trọng khi chọn ở một nơi mà ban đêm thường có tiếng súng nổ. Sau nhà có 50 lính Lê Dương Pháp đóng quân. Chúng tôi nhận thấy đó là vùng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tình trạng lộn xộn. Dù vậy, Chúa đã mở cửa và chúng tôi rất vui có cơ hội tiến hành công việc cụ thể để gây dựng một hội thánh mới. Ngôi nhà ở cách nhà thờ lớn Sài Gòn năm dặm. Một hôm, chúng tôi vui mừng đón tiếp ông, mục sư hội thánh Sài Gòn đến thăm. Ông là người chúng tôi đã dẫn dắt đến với Đấng Quýt từ nhiều năm trước ở Sa Đéc. Ông đến thăm chúng tôi không có lý do gì khác hơn là muốn bày tỏ sự quan tâm của ông đối với dự án mới. Tôi cảm thấy bối rối khi ông bắt đầu trách cứ tôi về điều ông gọi là sự can thiệp trực tiếp vào công việc của Hội Thánh Sài Gòn. Thưa ông Stepin, ông không biết rằng khi mở Hội Thánh mới ở gia đình, ông đã tách Hội Thánh Sài Gòn ra làm hai sao? Ông cũng phải hiểu rằng tín đồ thích nghe giáo sĩ giảng và nhiều người sẽ đến với ông Tôi không biết phải trả lời vị mục sư chân thật và có ý tốt này như thế nào. Đương nhiên, tôi khuyên ông. Đoan chắc với ông là chúng tôi không có ý định phân chia hội thánh Sài Gòn. Tôi hỏi lại ông, phải chăng ông cho rằng một hội thánh là đủ đáp ứng nhu cầu của thành phố rộng lớn với hai triệu dân này sao? Ông không thèm nghe và trở nên rất giận dữ cho thấy rằng ông bất kể chuyện đó và dứt khoát chống lại. Ít lâu sau đó, ông yêu cầu ban chỉ sửa địa hạt đến gặp tôi và họ cũng cố gắng hết sức để ngăn tôi tiến hành công việc. Khi họ hiểu rằng tôi quyết tâm tiến tới, họ nói Nếu ông đã quyết định như thế, chúng tôi xin đề cử một người, mong ông nhận làm người cộng tác. Tôi hứa với họ rằng tôi sẽ rất vui chấp nhận bất cứ người nào do họ giới thiệu rồi tôi cũng nói cho họ biết tôi không trông đợi bất cứ tín đồ nào từ hội thánh sài gòn đi ra đó tôi nói có nhiều tín đồ lánh nạn sống trong khu vực gia định nên chúng tôi không cần can thiệp vào công việc của hội thánh sài gòn về bất cứ phương diện nào có lẽ bạn ngạc nhiên về thái độ phi lý của các nhà lãnh đạo hội thánh việt nam nhưng quả đúng như thế phải chăng vì họ ganh tị với các giáo sĩ không tôi không nghĩ vậy trong những năm tháng tồn tại của hội thánh chưa bao giờ xảy ra trường hợp có hai hội thánh cùng khởi đầu trong một thành phố vì thế đó là một ý tưởng hoàn toàn mới lạ đối với họ các chi nhánh được xem như là một phần của hội thánh nhánh cùng với tất cả tín đồ kế hoạch này nhằm thành lập một hội thánh hoàn toàn mới và độc lập mới nhìn thoáng qua và chưa suy nghĩ kỹ càng chúng ta có thể hiểu sự lo lắng của họ tôi phải nói với ban trị sự địa hạt rằng tôi sẽ tiếp tục công việc cho dù thái độ thế nào đi nữa và tôi tin họ sẽ sớm nhận biết rằng tôi đang thực sự gây dựng một hội thánh chứ không phải cố gắng chia rẽ và rắc rối